xa xa kia mình ha, cách khoảng tầm 300m là ngã tư Tân Quy ha, là cái khu vực mà đông đúc sầm uất, đứng nhất nhì ở Củ Chi đó anh chị, thậm chí nó còn sung hơn ở ngay thị trấn nữa. Và đây là con đường tỉnh lộ 8 ha, lộ 8 vừa mới được mở rộng, đẹp đẽ chưa, nhưng mà trong tương lai được sẽ còn mở rất là nhiều lớn không chị. Và đây nè, siêu thị. Thật sự là hơi tiếc là mình tính quay thời điểm sáng sớm để chị thấy được cảnh này đông đúc lắm anh chị. Đó, cảnh tầm 7 giờ thì đây rất là nhiều khu công nghiệp. Nếu mà đi vào cái giờ sáng sớm và ngày thường á thì phải nói là đông đi cả xe luôn đó. Còn bây giờ mình quay là giấc 1 giờ, hơn 1 giờ. Đó, là cái giờ nghỉ trưa, là cái giờ thấp điểm. Tuy nhiên thì cũng vẫn thấy không? Với đông những buôn bán tùm lum nữa kìa. Đấy, siêu thị rất là lớn. Hôm nay là mình sẽ quay một cái khu để trọ chị ha, khá là lớn đó, khá là rộng đó, ngay sát con đường tỉnh lộ 8 này luôn. À, và từ vị trí này chạy xuống, chạy về hướng đó đó, tầm 300m thôi là cái khu trọ mình ha, vị trí phải nói là cực kỳ đẹp, ngay sát rạc với lại đường tỉnh lộ 8 luôn. Khu này thì khỏi nói rồi, rất là nhiều phòng trọ, tại vì công nhân rất là nhiều, nhiều công ty, nhiều khu nghiệp lớn. Vị trí rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp luôn. Bây giờ là mình sẽ quay review nha anh chị, quay review chính chủ không qua môi giới, để chị có thể làm việc trực tiếp với chủ luôn, để có thể là đàm phán cái giá tốt nhất thì không phải qua môi giới. Rồi, mình đã tới đất mình rồi, tới nhà mình rồi ha. Đúng, từ cái chỗ mà đứng ban đầu á, ngay cái trường Sao Cha á, quẹo đi về hướng cầu Phú Cường tầm 500m hả, bên tay mặt phải luôn ha, là hẻm 1440 đó. Cái nhà mình kỳ gì, cách đúng dãy nhà ha, cách đúng rồi đó thôi, nhưng mà phải tầm 20m là ra tới lộ 8 rồi đó. Thì bây giờ nè, mình sẽ tóm tắt thông tin cơ bản và báo giá luôn đi nha, tại vì đây là một cái bông sản cũng khá là lớn tiền, cũng đến hàng chục rồi, nhưng mà nó đáng chị ha, tại vì nó lớn, nó có đầy đủ nhà cửa rồi, vị trí nó quá đẹp như thế này. Thì ở đây là mình xin nhắc lại là con đường tỉnh lộ 8 ha, một trong những cái tuyến đường, không tính ra tuyến đường này là tuyến đường chính luôn, tuyến đường chính của đi qua Củ Chi đó anh chị, ngoài quốc lộ 2 ra. Thì ở đây là mình thuộc hẻm 1440 xịt 2B, địa chỉ nhà mình đó anh chị, thuộc ấp 12 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, trên thành phố Hồ Chí Minh. Bên đây là Trung An, bên đây Trung An, bên mình đây là Tân Thạnh Đông, trên giáp con đường này. Thì cái hướng này nè, mình đi tầm một cây số ha, là ra ngã tư Tân Quy. Ở đây bao quanh có 3 khu nghiệp ha, khu nghiệp Tân Quy nè, ở ngay sát bên mình luôn. Đây cái hẻm này anh chị, vô khu nghiệp nè đó, rồi khu nghiệp cơ khí ô tô xích đầy xíu, rồi xích khoảng tầm qua chợ Hòa Đông, Hòa Phú chứ, tầm gần 4 cây ha, là khu nghiệp Đông Nam, và đi nữa là qua cầu Phú Cường qua Bình Dương đó. Cái đường này nếu mà quay thời điểm mà nói chung là chiều hoặc sáng á, là đông lắm chị, tại công nhân từ khu nghiệp đi ra đó, đường thông vô khu nghiệp mà đó. Còn bây giờ là quay giờ này thì tất nhiên là nó sẽ vắng ha, vắng, nhưng thật ra là mình thấy cái điểm thấp điểm như vậy mà dẫn xe cộ qua lại cũng tương đối là nhiều ha. Thì nói chung là cái vị trí rất là đẹp nha anh chị, đẹp nhất nhì ở Củ Chi rồi, nên là về tiện ích bao la, tất mọi thứ là đầy đủ hết, cho nên mình không phải quay nhiều ha. Tại đây khu tập trung, khu nghiệp, khu trung tâm thương mại, mọi thứ của Củ Chi, chỉ thua thị trấn thôi, còn lại là quá VIP rồi. Bây giờ là mình sẽ vô quay ha. Đó, sẽ vô quay căn nhà này. Đấy. Cách đúng một lô đất khoảng tầm 20m là đây. Đó. Cái nhà này cũng nằm trong cái thửa đất này nè. Rồi. Từ đây chị ha. Đó. Từ đây chạy dài qua. Đó, chạy dài qua nguyên một khu trọ rất là rộng. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ nói luôn về thông tin của cái nhà này để chị nắm rõ nha. Cái nhà mình á, nó có tổng diện tích
công nhận trên sổ, để mình coi lại có bao nhiêu nha, là 658,8 m2 vậy nha, 658,8 m2, có 607,3 m2 thổ cư, tức là full thổ cư đó anh chị. Cái phần còn lại vài chục mét vuông á, không phải thổ cư á, là đó là cái phần lộ giới đường. Cái đường này cũng sẽ còn mở rộng nha, lấy vô mấy mét. Mình quên nói nữa là cái đường tỉnh lộ 8 á, là cái đường tới 40 mét là anh chị, nó lấy sau này nó lấy vô nữa là nó tính ra là cái đường mình sát rạc chứ là đường tỉnh lộ 8 luôn đó. Phải đường này thì cũng mở rộng ha, cũng mở rộng, nhưng mà đất bên này cũng tương đối dài nên là anh chị yên tâm ha. Đó, thì trừ lộ giới ra là mình có 600 lẻ mấy mét vuông là full thổ cư đó, full thổ cư hết. Nói chung đất ở đây mà full thổ cư là rất là hiếm nha anh chị. Đất Củ Chi là mà thổ cư hiếm lắm, với lại thổ cư bây giờ cũng cao lắm. Thì bây giờ là mình sẽ báo giá luôn đi nha. Bán là bao gồm là phòng trọ các kiểu luôn. Là chị phải mua kinh doanh được liền luôn á. Thì hiện tại là bên phía chủ đang mong muốn bán là 14 tỷ ha. 14 tỷ. Có thương lượng. Thương lượng chính chủ luôn nha. Thì mình cứ làm việc đi. Mình tính thử chia mét vuông nha anh chị. Chia mét vuông thì 14 tỷ mình chia cho 658 mét vuông thì nó đâu đó là khoảng tầm hơn 20 triệu ha. Hơn 20 triệu mét vuông. Đó thì mình thấy cũng khá là hợp lý. Đó, chưa tính nhà trọ nha chị, đất không đó. Còn ở khu vực này thật ra là mình có tham khảo á, có hỏi thăm á, thì mà bằng chung đó chị, là nó phải rơi vào tầm 24, 25, 26, 27, thậm chí nếu mà mặt đường chính nữa là 30 ha, chị mét vuông. Còn của mình thì giá nó hợp lý hơn nhiều. Thì những người đó thì họ chưa cần bán gấp ha. Còn bên phía chủ hiện tại là đang phải nói là nợ quá rồi, không bán không được, nên là có cái giá sẽ nghĩ hấp dẫn hơn. Nhưng mà do là đất nó lớn anh chị nên tầm tài chính nó sẽ cao, hơn mười mấy tỷ. Rồi thì giá cả thông tin anh chị nắm rõ rồi, bây giờ là mình sẽ vô quay chi tiết ha, vô quay chi tiết cái nhà này ha. Thì cái nhà mình đó chị, nó như là mình đặt thông số đất nha. Đó, nó là được 13m33 đường này ha, quay mặt sang hướng chính đông luôn, chính đông luôn. Dài thì đây, cạnh này thì dài, bên đây thì dài khoảng tầm 40, hơn 40 mét ha. Còn bên kia thì nó sẽ dài khoảng tầm 43 mét. Và đặc biệt là sẽ nở hậu nha anh chị. Đó, nó nở hậu nhẹ, nói chung là ở phía sau nó nở ra, tức là mặt hậu mình là khoảng hơn 20 mét lận. Nó mình là hồng cái L, nhưng mà L nhỏ thôi ha, nó là L nhỏ thôi. Đó, nói chung là chiều ngang và chiều dài đều rất là ý tưởng nha. Bề ngang tới hơn 13 mét mấy là chị sau này thậm chí nó không muốn cho thuê trọ mà kinh doanh thoải mái. Và hiện tại là dãy trọ của mình á, nó có tổng cộng là 22 phòng trọ ha, 22 phòng trọ. Rồi thêm một cái nhà cấp 4 ha, 4 cũng rộng đó. Đây, quy nhà 4 này nè, dài sâu xuống nè, là nhà 4 mình ha. Rồi hai kiosk nữa. Đây. Đấy. Đây là một kiosk nè. Ở kia nữa là hai kiosk ha. Khoảng sân này phải đậu xe hơi nè. Nhà có hai chiếc xe hơi nên là đậu một chiếc đây và một chiếc đây. Bây giờ có 4 nè. Thì bây giờ là mình sẽ vô quay phòng trọ đi ha. Hai mang phòng trọ thì giá ở đây thì tiêu quy là cũng còn mềm ha. Một phòng trọ là giá là 1 triệu. Cho thêm 1 triệu. Toàn bộ là có xây xin phép xây dựng đàng hoàng hết chị nha, nhưng mà chưa hoàn công. Ở Củ Chi thì nông thôn mà nên là cũng hầu như là hiếm ai hoàn công nhà lắm. Nhưng mà chị nếu mà muốn làm thủ tục hoàn công nhà là hoàn toàn được nha. Đó, tại vì có xin phép xây dựng đàng hoàng. Đây, bây giờ mình bước vô quay một phòng đi ha. Phòng này hiện tại đang để trống, đang trống. Đó, thì căn bản là nó như vậy ha. Tính ra là cũng đã xây đâu đó là khoảng 9 năm rồi ha. 9 năm rồi, nói chung là giờ là cũng còn tương đối là sạch sẽ. Anh chị mình nếu mà muốn ok hơn ha, phải tăng giá thì mình phải sửa sang lại xíu nữa. Nhưng mình thấy vậy là ở căn bản công nhân ở vậy là ok rồi. Đó, một chợ gác, nhà vệ sinh, chỗ rửa này nọ, cũng có một chỗ nấu ăn nhỏ nhỏ. Đó, căn bản ha. Đó, hai bên chỗ phơi đồ. Cái nhà bố mình nó dài xuống tới tới đây ha. Có cửa đây ra. Rồi, bên đây thêm một chỗ nè. Đó. Cái
cái hẻm hồi nãy là vô đúng cái phòng trọ kia thôi đúng không? Dạ. À, tới lại cái phần mã hậu bên kia đó anh chị. À. Đấy. Thôi, người ta đang ở sinh hoạt mình cũng có quay chi tiết làm gì hết ha. Giờ này cũng giờ nghỉ trưa của người ta nữa. Hôm nay quay chủ nhật hả? Đây là công nhân họ nghỉ rồi, nghỉ ngơi nhà. Đó. Mình chỉ quay tóm tắt nhanh thôi. Rồi bây giờ là đánh vô quay cái nhà này luôn á, trong nhà nha. Nào quay cho ta xem. Đây. Đó. 22 phòng trọ, 2 kiosk và một căn nhà có 4 rộng. Sau đây anh chị mình hết không hít thì mình thấy là mình bỏ luôn hay là cho thuê, sửa lại cho thuê luôn ha. Hiện tại là cái nhà có 4 thì giờ là ở. Đó. Có một phòng khách. Dạ. Rồi ở đây là mình hai phòng ngủ ha. Dạ. Một phòng trắng và ngoài đang ngủ. À, một hai phòng ngủ. Ở dưới đây là bếp. Đó. Bếp nút này nọ, nói chung là cũng căn bản thôi. Rồi cái đường có được một đường luồn đi ra ngoài nhà trọ. Đó, để quản lý. Đấy. Kiểu như anh chị mình có thể là mình mua mình vừa thu nhập ha, vừa có thu nhập liền mà vừa gọi là đầu tư tương lai được, thì cái vị trí này rất là đẹp. Hiện tại là mình thấy Củ Chi cũng đang cũng gọi là có nhiều cái kế hoạch ha, đường vành đai rồi dự tính là thành phố này nọ nhiều nhiều cái tiềm năng đấy. Đây nên chưa nói cái hẻm này nọ. Đây cái hẻm đó, tui cua đó cũng có nhà, có một phòng đó nữa ha, có một phòng trọ đó nữa đó, là cái phần nở hậu đó anh chị. À cái nhà web hai bên luôn mà đúng ta. À đúng rồi, hai dãy, tính ra là mình có ba dãy trọ luôn đó. À tức là một cái dãy thì nó liền với là nhà 4. Ừ. Là hai dãy bên kia, một dãy là ba dãy. Đúng rồi, ba dãy. Nãy tưởng đâu chỉ có đường này vô thẳng vô phòng kia thôi chứ. Đúng rồi, vậy là mình làm thêm một dãy bên đây nữa. Tổng cộng là 22 phòng trọ. Đó, họ quay luôn cho anh chị xem. Đó, cái phần nở hậu nè anh chị. Tức cái phần đây là mình dài xuống khoảng tầm 36m rồi mình sẽ nở ra khoảng tầm hơn 5m. Đó, là một cái phòng trong đây nữa. Đó. Rồi vậy là mình đã quay tổng thể rồi ha. Tổng thể toàn bộ cái trọ mình rồi. Hiện tại là hai cái kiosk này á, hai kiosk này với là cái nhà cấp 4 là chủ nhà ở không cho thuê, nhưng mà hoàn toàn là hai kiosk cho thuê được nha anh chị, thuê để vừa ở vừa buôn bán được. À, nhà cấp 4 này cũng vừa ở vừa buôn bán được nè. Đó. Tại vì anh chị biết sao không? Cái đường này là cái đường cũng coi như đường chính rồi đó. Tại vì sao? Tại vì cái đường ra khu đi vô khu công nghiệp á, khu công nghiệp Tân Quy đó. Đây là buổi chiều là đông lắm, mình chị thấy nè. Đây họ buôn bán nè, bán rau nè, bán đồ ăn sáng, bán tùm lum hết. Đấy. Đường rộng rãi. Hai ô tô tránh nhau. Thoải mái. Và sẽ còn mở rộng nữa ha. Đấy, khách sạn nữa kìa. Nhà nghỉ khách sạn. Dọc dài xuống dưới là rất là nhiều phòng trọ nha anh chị. Tại vì cái đây là rất là nhiều khu công nghiệp rồi công ty. Đó, nên là cái nhu cầu ở nó cao lắm. Đấy. Dài xuống phòng trọ nhiều lắm. Anh chị thấy không? Hai bên đường buôn bán. Đó. Đây có phòng trọ nè. Khách sạn. Rồi. À, vậy là mình đã quay tương đối là cho chị hình dung được khu trọ mình rồi ha. Nói chung là miếng đất rộng đẹp, vị trí rất là đẹp. Đó, nguồn thu nhập có sẵn, chị mua về mình kết hợp đầu tư và quản lý mình cho thuê. Bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem một đoạn flycam trên cao nha, để chị hình dung được cái vị trí ở khu vực này nó như thế nào. Sau đó là mình sẽ dẫn anh chị tham quan sơ ở ngoài đây ha, rồi pháp lý thì mình sẽ xem sao ha. Rồi đây ha, mình vẽ tổng thể cái hình dáng đất khu đất mình cho anh chị hình dung nè. Đã xây kín hết đất rồi ha. Đó, bao gồm là ba dãy trọ, một nhà cấp 4 và hai kiosk.
Đó chị thấy không, trước mặt mình là tỉnh lộ 8, con đường mới được mở rộng. Đây. Đó, hướng về kia ha, từ đất mình chạy ra khoảng tầm một cây số là ngay ngã tư Tân Quy đó anh chị. Mà trước khi ngã tư Tân Quy là siêu thị Sa Cha nè, bến xe nè. Chị em bên phải là công ty Sam Ho rất là lớn ha, rồi bên trái mình là khu công nghiệp Tân Quy. Đó, nói chung là khu này thì khu công nghiệp bao quanh cái dãy trọ mình rồi. Đấy, đây. Khu công nghiệp Tân Quy nè chị, tức là cái đường của mình là thông vô khu công nghiệp mình luôn ha. Mặc dù là mặt đường chính, cổng chính của nó là ở ngay tỉnh lộ 8. Còn kia kìa, xa xa mình là khu công nghiệp cơ khí ô tô đó anh chị. Đó, và đi thêm xíu nữa hướng về cầu Phú Cường là khu công nghiệp Đông Nam. Đó. Còn rất là phát triển khu này, chung là khu này sẽ còn rất phát triển nha anh chị. Đó. Thì là đã định hướng là khu này là dường như là phát triển về khu công nghiệp hả? Nên là đường này thì thực sự là sẽ còn mở rộng nhiều đó, do là cái một tuyến đường huyết mạch mà anh chị. Đó. Đây bây giờ là mình đấy, từ hẻm đầu hẻm vô ha, đó là khu trọ mình đó anh chị. Và đi sâu vô trong đây mình sẽ đi cho anh chị xem nè. Đó, đi ở đây quẹo phải, quẹo phải vô là mình sẽ vô ngay khu nghiệp ha. Giờ quay vô hấp điểm nên chị thấy là công nhân họ không chạy nhiều. À, chứ còn giờ cao điểm thì cái đoạn khúc này thì xe cộ đông lắm. À, trước mặt chị là khu nghiệp Tân Quy ha. Đây mình đang vòng về lại ha. Dọc cái đường này là buôn bán. À, buôn bán dành cho công nhân đó anh chị. Vừa phòng trọ vừa buôn bán, có nhà nghỉ, khách sạn này nọ. Đây mời chị xem cận cảnh lại khu khu trọ mình ha. Vị trí rất là đẹp anh chị. Rồi bây giờ là mình sẽ dẫn anh chị tham quan sơ ha. Đó. Chung là khu trung tâm, khu sầm uất như thế này nhìn lại cao thì thấy cũng rõ ràng rồi. Đấy. Ngày phải dòng xuống xíu chị ha. Dòng xuống xíu thì mới qua được, nói chung là cũng hơi bất tiện xíu ha, dính lưng cứng. Còn không thì chị có thể đi thẳng vô sâu luôn ha, sâu vô đi thông ra qua khu nghiệp á, đi ra ngoài đường chính cũng được luôn. Đấy. Mình đang đi cái hướng này là hướng về qua cầu Phú Cường đó anh chị. Đó, đi dọc cái đây còn nhiều khu nghiệp nữa. Kìa, điện máy xanh nói chung là tấp nập ha. Thì con cái quay thời điểm này thì là giờ nghỉ trưa. À, chứ mà không quay cái thời điểm mà đông đúc thợ đông kinh khủng luôn. Đấy. Khu nghiệp cơ khí ô tô nè anh chị, điểm xanh lớn quá. Đây mình đã quay đầu rồi ha. Đó, quay đầu đi về hướng ngã tư Tân Quy rồi. Đó. Hướng ngã tư để sung hơn ha, cách ngã tư đúng hơn một cây thôi. Đây, công ty cũng rất là lớn, thì công ty Sam Ho ha, này không phải khu nghiệp nhưng mà cũng là công ty lớn đó chị thấy không. Khúc này đông lắm, mình quay thời giờ này giờ nghỉ trưa mà vẫn buôn bán lề đường này nọ quá trời nè đó. Còn cái giờ mà giờ cao điểm thì thôi khỏi nói luôn, đi cái đường này mệt mỏi luôn á. Đây. À, cái chỗ đỉnh đầu tiên nè, lên xíu nữa là ngã tư Tân Quy. Cái siêu thị này lớn ghê anh chị. Trước mặt anh chị chính là ngã tư Tân Quy ha. Đó. Nếu đi thẳng luôn á thì mình sẽ ra ngoài thị trấn. À, cũng hay ra quốc lộ 2. Rẽ trái cũng là quốc lộ 2 luôn ha, nhưng mà rẽ trái sẽ hướng về trung tâm thành phố ha, đi qua Hóc Môn. Đi qua Hóc Môn và đi qua chung đi về trung tâm thành phố đó. Cách trung tâm thành phố khoảng tầm 20 hơn 20 cây đó, hai mấy cây đó là trung tâm ha, cũng tiện cũng gần. Đây cũng gần giáp bên Hóc Môn rồi. Còn quẹo phải này thì đi mình cứ đi đạo Củ Chi nè, phải đi Dầu Tiếng nè, thậm chí đi Tây Ninh luôn ha.
Và bây giờ là mình sẽ đi hướng này, tại vì mình có việc qua Tây Ninh, quay một cái bất động sản bên đó nữa. Ok, nãy giờ cũng dẫn chị tham quan sơ sơ rồi. Khu nói chung là nói về ngã tư Tân Quy thì chắc là anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh không xa lạ gì đâu. Đó. Thì chị cân nhắc xem cái giá có hợp lý không thì mình liên hệ chủ ha. Còn bây giờ là mình sẽ ngưng video và mời anh chị xem phần pháp lý sau nha. Nhà thờ Tân Quy. Nãy ngã tư Tân Quy là chợ Tân Quy luôn đó. Và bây giờ là mình sẽ mời anh chị xem sổ ha. Đây, địa chỉ là xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích chính xác là 658,8 m², đất trồng cây lâu năm nhưng mà có chuyển đổi phô thổ cư ở phần sau, ở trang tư rồi ha. Đây, đây là cái hình nhà đất mình nè, đó, nó sẽ nở hậu nhẹ ở phía phần sau đó. Nhìn chung thì cũng khá là vuông ha, dư thêm phần sau nữa. Rồi đây ha, ở cái trang tư nè thì có chuyển đổi sử dụng lên là 607,3 m². Đó, còn cái phần còn lại không chuyển đổi được đó là cái phần lộ giới chị ha. Đó. Còn bây giờ là mình mời chị xem cái phần thông tin quy hoạch của khu đất mình ha. Để chị thấy nguyên khu này toàn bộ là quy hoạch đất ở hết ha, an toàn. Đó. Đây, mình cách một lô đất là tới đường tỉnh lộ 8, chị thấy không? Và ở ngoài đây thì họ sắp tới là sẽ cắt lộ giới, nó sẽ còn mở rộng ha. Mình không biết khi nào nhưng mà trên lộ giới họ mở rộng rất là nhiều. Đó. Nên là mình sẽ gần với lại đường chính hơn nữa ha. Đấy, sẽ mở rộng thêm cho chị xem. Và đặc biệt chị thấy không, bao quanh mình đây là đất khu công nghiệp và đất sản xuất nè. Đó, đất khu nghiệp hết nè. Cho nên là chỉ có một quỹ đất nhỏ là dành cho đất ở thôi. Đó, bao quanh khu này toàn là khu công nghiệp nè. Đó, quy hoạch khu công nghiệp hết tất cả. Đấy, nói chung là mình thấy cái về cái vị trí này thì và cũng như là cái quy hoạch trong tương lai thì đều rất là ok anh chị ha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ nói về cái vị trí ha. Thì cái vị trí này là mình sẽ để dưới phần mô tả của video, anh chị có thể là mình bấm vào để mình tự tham khảo thêm, cũng như là trực tiếp đến đây tham quan cái khu nhà trọ này bất cứ lúc nào ha. Đấy. Nằm ngay cái hẻm này ha. Đó. Sát bên tỉnh lộ 8 và đây ngay gần khu Sa Cha nè. Học cái này. Cái này là khu công ty Sam Ho ha. Nó là một công ty thôi nhưng mà nó rất là lớn. Đó, còn đây là khu công nghiệp. Khu công nghiệp Tân Quy nè. Đó, Sa Cha thì nằm ngay đây. Quên, nằm ngay sát với lại ngã tư Tân Quy. Đó, ngay đằng trước bến xe Tân Quy nè. Ngã tư Tân Quy nè anh chị. Đó. Giao cho tỉnh lộ 15, một hướng đi thẳng về có thể đi hướng về Tây Ninh. Còn thì thẳng thì sẽ ra ngay thị trấn Củ Chi nè, còn quẹo bên trái theo tỉnh lộ 15 thì sẽ về chợ Hóc Môn và đi về trung tâm của thành phố ha. Còn cái hướng này thì chị em đi sẽ đi qua cầu Phú Cường là đi qua bên Thủ Dầu Một ha, một nơi phát triển bậc nhất ở Bình Dương. Cho nên là mình kẹp giữa là cũng toàn là trung tâm hết chị ha, trung tâm thành phố nè, và trung tâm Bình Dương nè. Và hướng về Bình Dương thì mình sẽ có đây cụm công nghiệp ở khu công nghiệp cơ khí ô tô nè, rồi khu công nghiệp Đông Nam nè. Đó, nên là ở đây thì vừa ở trung tâm mà lại khu nghiệp bao quanh nữa, nên là để mà phát triển về nhà trọ thì mình thấy rất là hợp lý chị ha. Nói chung là bất động sản mình thấy là rất là ok về cả về vị trí, cả về tiềm năng tương lai cũng như là về cái hiện tại ha. Rồi thì anh chị nào quan tâm thì cứ trực tiếp liên hệ bên phía chị Thoa, nói chung là người nhà của chị Thoa vậy ha, là để hỗ trợ về vấn đề pháp lý cũng như là đàm phán giá cả mọi thứ. Đấy, mình sẽ phép kết thúc video. Anh chị nào có nhu cầu muốn quay review nhà đất chính chủ giống như cái video này thì cứ alo cho mình ở số điện thoại là 0933230243, số Viettel là 0373230243. Cảm ơn anh chị mình đã xem hết video này nha. Chào mọi người.